Em vô tình, em chẳng hiểu cho anh trong những đêm sầu đau. Giờ trách em đâu phải để bắt đền, nhưng tại vì anh buồn. Vì hai chúng ta, hai cuộc đời như một, chung một niềm sầu từ lúc tuổi đôi mươi. Trong lúc vòng tay anh chưa tròn. Dạ vâng, chào mừng tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông chính thức của bên Cốc Cốc Audio chúng em. Ở trên màn hình của quý vị và các bác đây, thì đây chính là cặp loa hàng bãi xịn chính hãng, đó chính là WeWatch VK720. Vâng, và cặp loa này thì ở video trước em cũng đã có giới thiệu đến quý vị và các bác rồi. Và cặp loa này thì chúng ta vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke, trưng bày rất là đẹp quý vị nhé. Đấy, giá thành thì rất là rẻ. Một cặp loa thùng gọi là siêu khủng, bass 40, trung 20 quý vị nhé. Đấy, âm trung 20. Hai chép đánh hai giải khác nhau ở phía trên này, và phía dưới này là hai siêu chép còi nữa. Vâng, chất âm thì nó gọi là trên cả tuyệt vời. Hình thức đẹp, chất âm hay, và chúng ta vừa nghe nhạc, vừa karaoke, vừa xem phim được quý vị nhé. Đấy. Đối với cặp loa này thì các bác có thể để ở trên kệ. Đấy, các bác để ở trên kệ thì chúng ta vừa nghe nhạc, vừa karaoke và chúng ta vừa trưng bày được nữa. Rất là đẹp. Rất là đẹp mắt và sang trọng luôn các bác nhé. Khi mà chúng ta để cặp loa này ở trên kệ nhà chúng ta thì đảm bảo với lại quý vị và các bác là cái phong khách của nhà chúng ta sang chảnh hẳn luôn các bác nhé. Sang trọng, sang chảnh hẳn ngay và luôn. Đấy. Với cặp loa này thì nó sẽ thể hiện cái lời ca tiếng hát của ca sĩ, và những cái bản nhạc mà chúng ta nghe nó tái tạo âm thanh cực kỳ là tốt. Đấy. Đối với nhiều dòng loa thì chúng ta chỉ có thể nghe nhạc được, hoặc là nhiều dòng loa thì chúng ta chỉ có karaoke được mà thôi. Nhưng dòng loa này thì chúng ta vừa nghe nhạc, vừa karaoke, và chúng ta có thể chơi tất cả các thể loại nhạc khác nhau quý vị nhé. Đấy. Vâng, dòng loa 6 đồng tiếng nhưng giá thành thì rất là rẻ thôi. Gọi là chúng ta hay gọi cặp này là siêu loa thùng. Vâng. Bây giờ em sẽ test thử một đoạn bài hát cho quý vị và các bác chúng ta cùng nghe, và chút xíu nữa em sẽ hát test thử bằng chính cặp loa này quý vị nhé. Cặp loa bãi WeWatch VK720 này quý vị nhé. Đấy, bây giờ em sẽ test thử một bài ca sĩ hát trước các bác nhé. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mới vẫn hay đi về, vẫn mưa rơi trên đường thầm thì vì đông mưa anh không đến. Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành, những đêm khuya mưa buồn một mình có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoài em sợ trời mưa gió. Từ ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay, đường vào tim em bao con sóng, để tình anh sang bên xuân hoa mộng. Trái tim em muôn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông.
hình. Vì đâu mưa anh không đến, đường vào tim em mây giăng kín. Bàn chân anh chân nói đi không thành, những đêm khuya mưa buồn một mình. Có khi cho ta quên cuộc tình, từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa. Lắm khi mưa làm buồn ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay, đường vào tim em bao con sóng. Đầy tình anh xa bên xuân hoa mong, trái tim em muôn đời lạnh lùng. Hỡi ơi trái tim mùa đông, từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa. Lắm khi mưa làm buồn ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn năm tháng đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, trên cao trời mưa lũ vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay, đường vào tim em bao con sóng. Để tình anh xa bên xuân hoa mong, trái tim em muôn đời lạnh lùng. Hỡi ơi trái tim mùa đông. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bác. Em vừa mở mở nhạc và được cặp loa WeWorks 720, VK720 này trình diễn. Đấy. Vâng, và cặp loa này thì quý vị và các bác chúng ta có thể chúng ta nghe nhạc, chúng ta có thể nghe thấy là cái chất âm của nó rất là hay đúng không ạ? Chất âm nó cực kỳ là hay, tròn vành, rõ chữ và sắc nét. Chúng ta nghe nhạc nó rất là sạch sẽ và nó gần như là nó không có sạn. Đấy. Vâng, nghe nhạc rất là feel đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ thử test thử một bài karaoke, xem thử là cái chất âm nó như thế nào quý vị nhé. Đấy. Địch 1 2 6 7. Cho anh trong những đêm sầu đau, giờ trách em đâu phải để bắt đền, nhưng tại vì anh buồn, vì hai chúng ta hai cuộc đời như một, chung một niềm sầu từ lúc tuổi đôi mươi. Trong lúc vòng tay anh chưa tròn ân ai, nên nhiều đêm thức giấc anh lo sợ đơn phương. Thương nhau rồi anh lại sợ khi xa, anh mất đi người lao ước mơ hoa pháo nỡ đỏ đường, nhưng mộng lòng không tròn. Vì sao thế em, chắc một mình em hiểu. Em thường bảo rằng tình cảnh dù trống gai, anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp.
nhưng làm thân gái lỡ yêu mình sợ thương đau. Con xin ơn trên cho con lấy được người con yêu suốt đời, cho người yêu con thương con thật nhiều như cháu yêu mến con. Em ơi hay chăng anh đang không hận vì đôi ta lỡ trên đường ăn năn, xin em hiểu rằng anh chỉ yêu mình em. Anh cam chịu chấp nhận sự yêu em trong trái ngang khổ đau. Phật số anh thượng đế như an bài cuộc đời chúng mình. Vì sao thế em, chắc một mình em hiểu. Em thường bảo rằng tình cảnh dù trống khai, anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp. Nhưng vì anh bối rối nên tâm sự đêm đi. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bác, vừa rồi thì em đã test thử bằng cặp loa WeWoods VK720. Vâng. Chất âm thì các bác có thể nghe thấy là khi mà em hát karaoke đúng không ạ? Khi mà em hát karaoke thì cái chất âm nó rất là thoang tiếng và nó rất là tròn vành rõ chữ. Đấy. Còn khi các bác chúng ta nghe những bản nhạc mà được cặp loa WeWoods 720 trình diễn thì cái chất âm của nó rất là tròn vành rõ chữ và nghe nó cực kỳ là sắc nét, nghe nó trong sáng sạch, nó không hề có sạn. Đấy, bởi vì là cái cặp loa này là nó đã có 6 đường tiếng nó tái tạo âm thanh cực kỳ là tốt, và dòng loa này thì hàng bãi Mỹ cực kỳ là hay quý vị nhé. Quý vị và các bác chúng ta quan tâm và ủng hộ bên Cốc Cốc Audio chúng em cặp loa này, các bác liên hệ về một trong hai số điện thoại trên tấm biển giúp bên em để quý vị và các bác sẽ có được một cái giá tốt nhất quý vị nhé. Bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.